Lasagna tới rồi đây. Món này không khó, có rất nhiều cách làm và như mọi khi, mình làm với những gì mình có. Hãy like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới của mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Mình sẽ làm lá mì trước. Mình sử dụng 100 g bột mì, sử dụng loại có hàm lượng protein cao á, loại làm pizza á, hoặc dùng bột mì chuyên dụng của Ý. Một quả trứng gà lớn, khoảng tầm 65 g. Hoặc hai quả trứng gà ác giống như mình, một quả trứng gà ác của mình nó chỉ có khoảng 30 gram thôi. Mình quên không có quay lại, thông cảm nha. Rồi, nhào bột thôi. Bạn cần có một đôi tay khỏe để làm việc này. Bạn có thể dùng loại khô, mình thì thích mì tươi hơn. Với mì tươi, bạn có thể làm mì rau củ như bó xôi, củ dền, hoặc mì đen từ túi mật của con mực, hoặc từ than tre, rất là nhiều thứ để làm. Nếu bạn cảm thấy bột khô quá thì xịt thêm ít nước như mình, từng chút một, nhào đến khi bột mịn lại là được. Bột của mình được rồi, để cho nó nghỉ trong tủ lạnh một chút rồi mới cán. Giờ mình làm sốt bechamel. Đây là một loại sốt rất cơ bản trong món Âu nha, là nền tảng của rất nhiều món ăn và các loại sốt khác nhau. Bắt đầu bằng việc làm roux. Mình nấu chảy khoảng 10 g bơ lạt. Bơ tan thì cho vào 10 g bột mì. Xào lên cho cả hai hòa quyện lại với nhau. Rồi cho từ từ sữa tươi vào. Mình dùng khoảng 120 g sữa tươi. Cứ khuấy cho sữa và roux hòa quyện lại thì thêm tiếp sữa. Đến khi bạn có độ đặc mong muốn là được. Mình cho vào đây chút tiêu và nutmeg, nhục đậu khấu ấy. Giờ thì đem mì ra cán. Mình không có máy cán mì nên cán tay nó hơi phê. Để cho mì dai hơn, có kết cấu tốt hơn thì nên laminate cái đô, nghĩa là chồng lớp lên nhau ấy, giống như là cán đô puff. Mình gập khoảng 3 lần là được. Lần cuối cùng thì cán mỏng ra, mỏng tầm 1 đến 1.5 ly là được. Rồi cắt cho nó vừa cái khuôn, phần còn dư mình cắt đi để lần sau mình làm món khác. Bạn có thể luộc sơ mì trước, còn mình chọn làm sống luôn. Bắt đầu vô khuôn nào. Mình bắt đầu bằng bechamel. Bạn có thể lót bằng sốt bolognese ở dưới cùng cũng được. Rồi xếp lá mì lên, chế sốt bolognese lên và trải đều ra. Ít thôi, đừng có nhiều quá. Bào lên một chút xíu parmesan, pecorino và cheddar. Ba loại phô mai này khá là đậm vị, nên bạn dùng vừa tay không bị mặn nha. Rồi cho một xíu sốt bechamel lên. Rồi lại tiếp tục lặp lại cho đến khi đầy. Trên cùng mình phủ mỏng một lớp sốt vào phô mai. Bọc giấy bạc lại rồi bỏ lò nướng 170 độ, khoảng nửa tiếng là được. Rồi gỡ giấy bạc ra. Lúc nãy mình không có xoay cái khuôn nên là một góc hơi bị xém một chút xíu. Cho thêm một ít phô mai lên trên mặt và cho vào lò nướng cho vàng. Mình nướng khoảng tầm 5 phút. Lấy ra ngoài để cho nó nguội xuống một chút. Rồi, múc ra dĩa và xúc thôi. Chúc bạn thành công nha. Cho mình biết cảm nghĩ của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới nha.